Em thì nói chung thì cảm nhận của em thấy khỏe, cơ thể nó khỏe hơn lúc trước nhiều. Trước làm sao? Lúc trước thì nặng nề, đau nhức, nói chung thì đau đủ thuốc tây, bây giờ là thuốc tây không uống. Rồi. Thế lúc trước em cử động thế nào? Đi giống như con vịt với con đi lại xem con vịt lúc trước nó như thế nào. Khỏe con không, bây giờ đi giống con vịt đi, trước đây trước 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 hết thử diễn diễn đây. Rồi lúc trước ngồi như nào, đi tiếp lên con vịt tiến lên sân khấu. Rồi bây giờ ngồi, lúc trước ngồi thế nào? Lúc trước ngồi thì vậy. Rồi giờ sao? Giờ thì vậy. Em 10 kg rồi. Xuống 10 kg rồi. Xuống 10 kg. Em nhịn ăn 16-8 được bao nhiêu ngày rồi? Từ rồi đi học về tới giờ là 2 tháng đó cô. 2 tháng được 10 cân, lớp ơi chúc mừng. Cái quan trọng nhất là em này nhìn nó rất là gọn gàng, mặc dù xuống có 10 cân nhưng mà cơ thể rất gọn gàng và bụng bây giờ nhìn nó mềm xèo. Lúc trước cái bụng nó như là cái trống to hơn ngực á. Bụng 9 tháng 10 ngày. Rồi, thôi, chúc mừng em.